Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 121 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không Mời mở Quyển Kinh Khoa Hội Tờ Thứ 19 Kinh Văn Hàng thứ năm Đây là nguyện thứ 18 Ngã tác Phật thời Thập phương chúng sanh Văn ngã danh hiệu Chí tâm tính nhạo Sở hữu thiền căn Tâm tâm hồi hướng Nguyện sanh ngã quốc nải trí thập niệm nhược bất sanh giả bất thủ chánh giác duy trừ ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp cái nguyện này là trung tâm của đại nguyện cũng là một đoàn chân thật khai thị quan trọng nhất của toàn kinh lần trước đã báo cáo qua với các vị đại đức xưa thời tùy đường đem tất cả kinh là một cuộc so sánh đều cho rằng hoa nghiêm là chân thật nhất trong tất cả các kinh hoa nghiêm so sánh với bổn kinh này bổn kinh này là chân thật ngay trong chân thật những lời nói này phía trước đã từng nói qua với các vị từ ngay trong những ngôn luận này của cổ đức chúng ta mới biết được mười phương ba đời tất cả chư phật giáo hóa chúng sanh một câu nói chân thật nhất chính là cái nguyện này hay nói cách khác thiên kinh vạn luận vô lượng giáo huấn của chư phật đều không ngoài cái nguyện này cho nên cái nguyện này chúng ta phải đặc biệt xem trọng đồng tu tu học đại thừa đều biết nên kinh kim cang bát nhã nói với chúng ta phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh tại vì sao chúng ta tham đắm tất cả hư vọng này chứ nguyên nhân chính là đối với chân tướng sự thật không thể nào hiểu rõ Không thể nào Tường tận Cho dù là học Phật Học được Không ít năm rồi Thậm chí đến xuất gia Cũng giảng kinh nói Pháp Cũng đã làm Đại Pháp Sư Thế nhưng đến sau cùng Vẫn là luân lạc ở ba đường Vẫn là phải đọa vào A Tỳ Địa Ngục nguyên nhân này do đâu tuy là ngày ngày đọc kinh tuy là ngày ngày đang giảng kinh dạy người chính mình thâm nhập được không đủ sâu cho nên tâm bệnh tập khí không thể thay đổi tâm bệnh lớn nhất chúng ta ở trong lúc giảng dạy thường hay nhắc nhở các đồng tu chính là dục vọng một cái là thị dục chính là thị hiếu của bạn yêu thích của bạn không thể đoạn nhất một cái là ái dục bốn cái chữ này liền đem pháp thân huệ mạng của chúng ta đoạn mất đi rồi bốn cái chữ này ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta chính là ham muốn danh lợi danh vọng lợi dưỡng người thông thường gọi là tài sắc danh lợi đây là họa hại quyết định không phải là việc tốt phật dạy bồ tát đặc biệt là bồ tát sơ học phải nên tránh tuyệt đối không phải là chuyện đùa sự việc này nếu dùng lời khó nghe để nói thật không đáng nên đùa huống hồ trong kinh có ghi chép nói với chúng ta tài sắc danh thực thùy là năm điều gốc của địa ngục có một điều đều sẽ đem bạn lôi vào trong địa ngục. Nếu như có ba bốn điều, năm điều đều đầy đủ, bạn nhất định đọa vào a tỳ địa ngục. Giảng sanh là thù thắng đệ nhất trong pháp thế xuất thế gian yêu cầu giảng sanh Gốc của địa ngục phải đoạn Không những gốc của địa ngục Phải nhổ sạch Tam giới sáu cõi Dù số mê hoặc Bạn đều có thể không đồng tâm Bạn mới nắm được phần giảng sanh sự việc này không thể không biết trong cái nguyện này nguyện văn nói được rất rõ ràng mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu câu này chính là nói rõ chúng sanh thành phật cái cơ duyên này là bình đẳng người người đều có phần Mười phương thế giới Cõi nước chư Phật Chúng sanh trong mười pháp giới Người người đều có phần Bạn có thể giảng sanh hay không? Chính ở ngay bốn câu này Chí tâm tính nhạo Sở hữu thiện căn Tâm tâm hồi hướng Nguyện sanh ngã quốc Có thể ở ngay trong một đời này thành tựu hay không? Chính ở 16 chữ này Trong 16 chữ này Câu quan trọng nhất chính là Chí tâm tính nhạo Chúng ta đối với thế giới Tây Phương cực là Tin ưa Chưa làm đến được chí tâm Vì sao vậy? Vô số tham ái Thế gian chưa buông xả luôn cho rằng thế giới tây phương cực lạc quá xa xôi quá mờ mịt danh vọng lời dưỡng ngay trước mắt luôn là không thể rời khỏi xanh khởi tham ái sâu nặng loại tham ái này siêu quá phật pháp không biết là gấp bao nhiêu lần bằng làm sao có thể giảng sanh được tôi khuyến khích các đồng tu chân thật phát tâm tu học phải biết quay đầu phải hiểu được buông xả đem tất cả chướng ngại trên đạo bồ đề thảy đều buông xả chúng ta liền thành tựu hôm qua lý cư sĩ nói với tôi tôi sợ quên đi bảo người viết một tờ giấy cho tôi Lão cư sĩ Lý Á Trị, 62 tuổi. 5 giờ buổi chiều ngày hôm trước giảng sanh. Lý cư sĩ nói với tôi, rất nhiều ngày trước đó, bà thấy được Tây Phương Tam Thánh sắc thân vàng rồng lão cư sĩ thường hay ở niệm phật đường chúng ta niệm phật bà cũng là bị ung thư ở niệm phật đường niệm phật Đến khi trọng bệnh Ngày 18 thông báo cư sĩ Lý Mộc Nguyên yêu cầu Lý cư sĩ đưa bà giảng sanh giúp bà làm hậu sự. Lý cư sĩ nói với bà ông nói ông ngày 26 tháng này dẫn một đoàn đến Trung Quốc bái sơn. Ông nói nếu bà muốn giảng sanh, bà phải ở vào. Trước ngày tôi xuất phát, bà phải đi sớm hơn, tôi mới có thể giúp làm hậu sự cho bà. Bà liền đồng ý. Thế là bà liền chọn năm giờ chiều ngày 20. Nói với Lý cư sĩ, ngày 18 là nói với ông chọn lấy thời gian này đến 5 giờ ngày 20, không sai một phút nào. Bởi vì bà bệnh nặng, con trai của bà đưa vào bệnh viện. Bà vào bệnh viện liền lớn tiếng niệm Phật, làm cho bác sĩ cũng không biết làm cách nào. Người bệnh lớn tiếng niệm Phật, làm cho mọi người trong bệnh viện đều niệm Phật theo bà. Cho nên đem cái bệnh viện này biến thành niệm Phật đường. Không chỉ bà chính mình giảng sanh Bà độ được bao nhiêu người Làm cho bao nhiêu người trồng được thiện căn Nói năm giờ Khi đến lúc đi Con trai bà ở ngay nơi đó Xem qua thời gian Không sai lệch phút giây nào Tôi đã nói qua với các vị Niệm Phật đường chúng ta Có rất nhiều Bồ Tát đang niệm Phật Những ai là Phật Bồ Tát Những người này chính là Phật Bồ Tát họ đi đến thế giới tây phương cực lạc làm phật lý cư sĩ nói với tôi trước khi ra đi người trong nhà hỏi bà những việc trong nhà bà giống dị không hề quan tâm đến đây chính là buông xả hết thảy thế duyên đem thế duyên tình duyên của thế gian chuyển thành phật duyên Bà độ hóa người cả nhà bà Thì hiện cho họ xem Bạn có tin hay không? Lý cư sĩ vừa mới đến nói với tôi Ngày hôm nay ông lại đưa hai người giảng sanh Đều là yêu cầu ông Làm những việc hậu sự này Hay nói cách khác Đều là phải sớm hơn ngày ông đi Trung Quốc Sự việc này không phải là một lần đã rất nhiều lần rồi đây là một việc đại sự duy nhất ngay trong đời này của chúng ta có mấy người chịu làm nếu như chúng ta vẫn cứ không thể buông xả tài sắc danh lợi thì bạn ngu si đến cùng tột còn có ham muốn thế duyên Thì nhất định không thể giảng sanh Nếu như là người xuất gia Chắc chắn đọa A Tỳ Địa Ngục Vì sao vậy? Mượn danh nghĩa của Phật Lừa gạt chúng sanh Ngôn hạnh của chúng ta không phù hợp Chính là lừa gạt chúng sanh Không nên cho rằng Chúng ta ở trên đài nói được không tệ chính ta thì không làm được chính mình không làm được nói ra cũng là lừa gạt người rất nhiều người nay vì chúng ta hiện thân nói pháp vì chúng ta làm kiến chứng tại vì sao họ có thể giảng sanh thù thắng đến như vậy Thấy Phật Khi giảng sanh Còn thấy được một mảng kim quang Người trợ niệm Đều xem thấy Then chốt Chính ở trí tâm tính nhạo có rất nhiều đồng tu Rất nhiệt tâm đối với Phật Pháp Rất khó được Đến khắp nơi Khuyến hóa chúng sanh Đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác Đây là việc tốt Đây là việc thiện Thế nhưng phải nên biết Nếu như là có tâm đi làm Phan duyên đi làm Có mục đích đi làm Vì thì không phải là việc thiện Trong cái thiện Xen tạp cái ác Nếu như có một niệm Vì danh vọng lợi dưỡng Của chính mình Lợi ích của chính mình mà làm thì bạn không phải là chân thiện Không phải là thiện căn mà chỗ này nói Tôi khuyến khích các đồng tu Chúng ta phải giữ tâm thiện Duy nhất tâm thuần thiện ý thuần thiện, hạnh thuần thiện. Có được như vậy, tâm tâm hồi hướng thì nhất định được sanh. Hơn nữa giảng sanh đích thực là tự tại. Muốn đến lúc nào đi thì đến lúc đó ra đi. Muốn ở thêm vài năm cũng không chướng ngại. Tại vì sao muốn ở thêm vài năm Chỉ có một nhân tố Đem Phật Pháp Giới thiệu cho chúng sanh Chúng sanh còn có duyên phận với bạn Bạn phải nên giúp đỡ họ Khuyến khích họ Thành tựu họ chỉ có một điều kiện này. Nếu như chúng sanh đã hết duyên với chúng ta rồi. Vào lúc này, phải mau đi gặp A Di Đà Phật. Đợi đến chúng sanh phương này Duyên chín mùi rồi thì trở lại. Thừa nguyện tái sanh. Hôm trước có đồng tu đến hỏi tôi. Thừa nguyện tái sanh có phải nhất định là sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi hay không? Rồi mới trở lại thế gian này lại đầu thai lại, lại trở lại làm người. tôi trả lời cho họ. Không hẳn như vậy. Chúng ta ở ngay đời này. Cái thân thể này vẫn chưa hỏng. Còn có thể dùng, có thể dùng thì tận lượng lợi dụng đó, tận lực sử dụng đó. Bạn đã nắm lấy tình độ rồi Vì sao gọi là nắm lấy được tình độ Bạn đã có thể tùy thời giảng sanh Ta vẫn không dội gì ra đi Ta phải quay lại Giúp đỡ tất cả đại chúng Đây chính là thừa nguyện tái sanh Phải nên biết tất cả chúng sanh đến thế gian này để thọ sanh là do nghiệp lực làm chủ tệ. Hiện tại chúng ta niệm Phật Nguyện lực của chúng ta Siêu dược nghiệp lực Siêu dược quá nhiều Đó chính là thường nguyện tái sanh không cần phải rất phiền phức đến thế giới cực lạc một chuyến lại đổi một cái thân không cần phải phiền phức như vậy nên gọi là chuyển nghiệp lực làm nguyện lực người chân thật chuyển đổi lại ở thế gian này giáo hóa chúng sanh không luận là thuận cảnh nghịch cảnh thiện duyên ác duyên luôn không đồng tâm. Cho nên loại tình hình này, người khác không biết được, chính mình rất rõ ràng. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, đích thực làm đến được. Như Phật đã nói trên Kinh Kim Cang, bất thủ ư tướng như như bất động. Bạn liền biết được, hiện tại bạn không muốn đi, bạn đã đem nghiệp lực chuyển đổi lại rồi giả như sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận vẫn còn khởi tâm đồng niệm thuận cảnh vẫn còn tham ái nghịch cảnh vẫn còn chán ghét còn có một chút không vui bạn vẫn không chuyển đổi lại bạn vẫn là bị nghiệp lực làm chủ vận mạng của bạn đây là sự thật chúng ta nhất định phải cảnh giác hy vọng ở ngay trong cuộc đời này có thành tựu viên mãn kinh doanh diễn ra ngay chỗ này mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu chính là mỗi người đều có cơ hội giảng sanh thế giới cực lạc phẩm vị cao thấp đại sư thiền đạo nói rất hay luôn ở duyên ngộ không đồng Đúng. duyên là duyên gì vậy thực tế mà nói Đúng. chính là duyên nghe pháp Đúng. duyên nghe pháp là cái duyên thù thắng đệ nhất của thế xuất thế gian chư phật bồ tát thì hiện ở thế gian ngày ngày giảng kinh nói pháp thánh nhân của thế gian khổng lão phu tự ở trung quốc cũng là mỗi ngày giảng học, dạy người. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Trí tuệ từ chỗ nào mà khai mở? Giáo học dài lâu. Trí tuệ cho dạy mà khai mở. Chúng ta không phải là Thường căng lợi trí Người căng tánh trung hạ Không đi con đường này Thì vĩnh viễn không thể khai mở trí tuệ Thế nhưng Bạn phải nghe lời này cho rõ ràng Ngày ngày giảng học Giảng ra là đạo lý Giảng ra những đạo lý này Có thực tiễn được hay không Nếu như không thể thực tiễn cái nói ra đều là trống không do đó giải cùng hành quyết định phải tương ưng đại sư thanh lương trên kinh hoa nghiêm trong chú giải của kinh hoa nghiêm nói rất hay có giải không hành không thể thành tựu có hành không giải cũng không thể thành tựu ngài nói có giải không hành là tà tri tà kiến có hành không giải nhất định rơi vào trong vô minh cho nên giải cùng hành không thể phân khai giải phải dùng hành để chứng thực cái giải đó là chánh giải chân thật lý giải chân thật hiểu rõ hành cần phải rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo giống như chúng ta đi trên đường vậy chúng ta không hề đi sai phương hướng đến được một nơi nào đó rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo nếu như chỉ biết đi thôi cũng không nhận biết phương hướng cũng không biết được mục đích vậy thì bạn rốt cuộc đi đến nơi nào Ngài Thanh Lương nói rất hay Cho nên phu tử Giảng học Ông cũng có hành trì Hành trì là cải lỗi Có lỗi Nhất định phải sửa Lỗi từ chỗ nào phát hiện Ngay trong giảng học phát hiện Nếu bạn không giảng học thì bạn không thể nào biết được lỗi lầm của chính mình Biết được lỗi lầm của chính mình Lập tức phải đau lòng mà cãi lỗi Ngay đời này chúng ta liền được cứu Ngay đời này liền thành công vĩnh viễn thoát khỏi Tam giới sáu cõi Vì sao đến thế gian này giáo hóa chúng sanh đó là bồ tát thừa nguyện tái sanh không gian đời sống của bồ tát thì quá lớn quá rộng không phải cái địa cầu này chúng ta không phải nhân gian hư không pháp giới tùy loại hóa thân bạn nói xem từ tại giường nào Cho nên người chân thật thông minh Người chân thật có trí tuệ Phải nắm lấy cơ hội lần này Quyết định phải nhìn thấu thế giới Thế giới này là giả Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Là mê hoặc Quyết không thể nào bị nó làm hại Quyết không thể nào bị nó lừa gạt Rơi vào trong vòng dây của nó Thì thật đáng thương Tất cả chư Phật Tuy là từ bi Cũng không thể cứu được bạn Bạn tự làm tự chịu Cho nên chúng ta Mỗi giờ mỗi phút Phải nhắc nhở chính mình Phải dùng chân tâm học Phật chí tâm chính là chân tâm. Tâm chân thành đến tột đỉnh mới gọi là chí tâm. Quyết định tin tưởng. Ngày trước đại sư Ấn Quang nói rất hay. Tịnh độ ba kinh Hoa Nghiêm một bộ. Bồ Tát du nhào ở trong đó. Cái cảnh giới đó thật là thù thắng. Thật mỹ mãn. Chúng ta phải nên học tập. Ngày nay đạo tràng của chúng ta chính là cảnh giới mà ấn Tộ đã nói. cái cơ duyên này Rất khó được Trên kệ khai kinh nói Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Không sai một chút nào Đặc biệt là Các đồng tu cư ngụ ở Singapore Chúng ta ở ngay trong một đời này ngay trong một năm ngay trong một ngày đời sống như thế nào là chân thật nhất đời sống của giảng đường của cương sĩ lâm đời sống của niệm phật đường chân thật nhất các đồng tu từ bên ngoài đến tham học các vị đến nơi đây ở một ngày ở một tuần ở một tháng là đời sống chân thật nhất ngay trong đời này thời gian tuy là không dài thành tựu thù thắng không gì bằng lời nói này là chân thật không phải giả chỉ cần chí tâm tin ưa tôi nói chính là lời chân thật nếu như ở ngay nơi này, ở nơi giảng đường, ở nơi niệm Phật đường Một mặt tu học Một mặt dẫn khởi dòng tưởng Vậy thì công đức của bạn Bị trừ đi rồi Việc này không thể trách người Luôn phải trách chính mình Đã bước vào cái đạo tràng này Dạng duyên buông bỏ Việc của quá khứ không nghĩ nữa việc của ngày hôm qua cũng không thèm nghĩ ngày mai chưa đến cũng không cần nghĩ chỉ có nơi đây ngay lúc này một lòng xưng niệm niệm phật đường một lòng nhớ niệm giảng đường giảng đường cùng niệm phật đường hợp lại ức phật niệm phật bồ tát đại thế chí nói với chúng ta cái hiệu quả đó hiện tiền tương lai nhất định thấy phật hiện tiền chân thật thấy được phật rồi đến lúc nào bạn mới giác ngộ đến bạn hiện tiền thấy Phật người này giảng sanh rồi chân thật giảng sanh rồi các vị phải nên biết giảng sanh chính là đi làm Phật không chỉ riêng giảng sanh là Phật khi họ chưa giảng sanh cũng là một vị Phật ngồi ở đó. Chúng ta không nhận biết. Đợi đến khi họ giảng sanh, chúng ta mới bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra mấy ngày trước cùng ở chung với ta là một vị Phật. Nói với bạn đó là Phật thật, không phải là Phật giả. Tôi đã nói qua với các vị đồng tu Thù thắng của đạo tràng Không phải là nhiều người Giảng đường người nghe kinh nhiều Mấy ngàn người nghe Mấy dạng người nghe Nghe xong rồi Không một người nào khai ngộ Cái đạo tràng này không thù thắng Không trang nghiêm Niệm Phật đường nhiều người Mấy trăm người Mấy ngàn người niệm Phật không một người nào giảng sanh. Vì thì không gọi là thù thắng, không gọi là trang nghiêm. Cho nên thủ thắng trang nghiêm của niệm Phật đường xem có bao nhiêu người giảng sanh. Thù thắng trang nghiêm của giảng đường thì xem có mấy người khai ngộ. Người thế gian không hiểu được, người nhiều náo nhiệt, vì thì rất hương dường nhân khí thì rất hương dường phật khí thì không dường vậy thì có ích gì chứ luôn luôn có đạo tràng nhỏ số người không nhiều nhân khí không dường phật khí rất dường đó mới là thù thắng trang nghiêm mà phật kinh chư phật tán tháng chúng ta phải hiểu cái đạo tràng này chúng ta đến chỗ này để hoàng pháp đến giới thiệu tình độ nhiều năm đến nay đồng tu bên đây rất nhiều người giảng sanh tướng lạ của họ rất hy hữu hơn nữa. Sức là tỉnh táo nói với chúng ta. Họ thấy được Phật. Thấy được Quan Âm thế chí. Đến tiếp dẫn. Khi ra đi, tâm không điên đảo. Không lo không sợ. Có rất nhiều người không chỉ là biết trước giờ chết, hơn nữa chính mình còn có thể chọn lấy thời gian. Kết hợp mật thiết với cư sĩ lý, phối hợp được tốt đến như vậy. Bạn nói một người hai người đó là ngẫu nhiên. Phối hợp với cư sĩ lý, tôi thấy cũng sắp gần đến 10 người. Có thể có trên 10 người đây không phải là ngẫu nhiên một hai người có thể là ngẫu nhiên ngẫu nhiên làm gì mà có nhiều người đến như vậy những người này làm kiến chứng cho chúng ta khiến cho người căng tánh trung hạ như chúng ta ở nơi đây kiên định tính tâm trong giảng đường nghe kinh trên thực tế các vị đã thấy rồi đây là phật pháp gọi là tam chuyển pháp luân thì chuyển kinh điển triển khai ra là thì chuyển chúng ta giảng dạy khuyên bảo mọi người là khuyến chuyển những người giảng sanh đó làm chứng chuyển ở cái đạo tràng này tam luân đầy đủ nếu như bạn vẫn không tin tưởng vậy thì không còn cách nào phật bồ tát cũng hết cách đối với bạn Chúng ta xem thấy thù thắng như vậy Phải nên bắt chước làm theo Họ là tấm gương tốt cho chúng ta Phải nên sanh khởi Tâm yêu thích chân thật Yêu thích niệm Phật Yêu thích giảng sanh cực lạc yêu thích thân cận a di đà phật tham gia câu lạc bộ của những bậc thượng thiện chúng ta muốn trở thành một thành viên của họ tính tâm như vậy yêu thích như vậy mới gọi là chí tâm tin ưa quả nhiên chí tâm tình ưa xin nói với các vị tất cả pháp thế xuất thế gian thật buông xả rồi nhất định không tiêm nhiễm chúng ta cùng ở chung với tất cả đại chúng trong thế gian đích thực có thể làm đến được tùy duyên mà không phan duyên thuận cảnh nghịch cảnh người thiện người ác tâm nhất định là thanh tịnh bình đẳng tự tại tùy duyên cảnh giới này hiện tiền chúng ta chuyển đổi lại chuyển phàm thành thánh chuyển mê thành ngộ không chuyển đổi được Chân tướng sự thật Đạo lý này Chưa nhận biết được thấu triệt Chúng ta thường hay nói Nhất tri bán giải Cho nên Phải nên buông xả Thì bạn không buông xả Phải nên đời khởi Thì bạn lại không đề khởi Đạo lý chính ngay chỗ này Hy vọng chúng ta phải cố gắng nỗ lực Thiện căn căn là thí dụ Giống như cây to vậy Gốc cây ăn sâu vào đất Cái căn này là thiện căn Thiện có gốc kỳ thật thiện căn từ đâu mà có thiện căn vẫn là từ giải ngộ mà có bạn không chân thật lý giải không chân thật giác ngộ tuy có thiện tâm cái thiện tâm đó không có gốc bồng bềnh không định gặp được thiện bạn có chút thiện tâm gặp được ác thiện tâm liền không còn. Đây là không có gốc. Nhà Phật nói với chúng ta ngủ căng ngủ lực. Ngài nói năm loại tính tấn niệm định huệ. Năm loại này đều là thiện tâm. Tính, tin theo lời Phật dạy. Chỗ này nhất định phải nghe cho rõ ràng. Chúng ta nói Phật giáo sợ mọi người hiểu lầm Phật giáo trong tôn giáo chúng ta nói tin theo lời phật dạy tin theo lời giáo huấn của phật đối với chúng ta cho nên chúng ta chính mình phải thừa nhận chúng ta là phạm phu chúng ta không có trí tuệ chúng ta chính mình trong lòng nghĩ phật nói toàn là tà tri tà kiến chúng ta có thừa nhận hay không hay nói cách khác cái chúng ta nghĩ cái chúng ta tưởng thảy đều là sai lầm nếu bạn cho rằng bạn nghĩ không hề sai bạn thấy không hề sai đó là gì vậy bạn vẫn luân hồi sáo cõi không sai không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Bạn là tư tưởng của luân hồi Bạn là tâm của luân hồi Kiến giải của luân hồi Vì làm sao được Phật tổ dạy bảo chúng ta Nhất định phải đem những vọng tưởng Phân biệt chấp trước của chính mình Thảy đều buông bỏ hết Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà Điều kiện thứ nhất Phải tin tưởng Đối với từng câu, từng chữ Trên Kinh Phật nói Đều khẳng định tin tưởng Một chút hoài nghi cũng không có Phật dạy chúng ta làm Phải chăm chỉ nỗ lực mà làm cho được. Phật dạy chúng ta không được làm thì quyết định không nên làm. Một bộ kinh vô lượng thọ này từ đầu đến cuối, Phật nói được quá nhiều rồi. Đặc biệt là từ phẩm 32 đến phẩm thứ 37 kinh văn của bộ phận này Đại đức xưa vì chúng ta chỉ ra nội dung Chính là Tương tận nói rõ Năm giới mười thiện Thực tiễn ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Trong đây nói được rất rõ ràng những gì Phật khuyên chúng ta nên làm, những gì Phật không cho làm, chúng ta đem đó chọn làm khóa tối, tịnh tông, triêu mộ. Mỗi ngày đọc đoạn kinh văn này, mỗi ngày phản tỉnh. Mỗi ngày cải đổi. Chính là bạn chân thật tu hành. Không biết phản tỉnh bạn là mê hoặc. Không biết cải lỗi là đại ác. biết được chính mình có lỗi lầm không thể cải đổi đây là ác cực lớn chúng ta làm sao có thể thành tựu hai ngày trước có năm vị cư sĩ đến từ đông thiên mục sơn hàng châu Trong số này dẫn đầu là cư sĩ tề Bà nói với tôi trải qua hồi phục đạo tràng Thiên Mục Sơn Rất không dễ dàng Cái đạo tràng này đã bị hoang phế 4 năm 10 năm Không có người ở Điện đường đều sụp đổ bà phát tâm hồi phục nó lại. Ngay trong 4 năm trên núi cảm ứng không thể nghĩ bàn Bà là một cư sĩ. Đạo tràng hồi phục luôn hy vọng có người xuất gia thường trụ ở trên núi tu hành dụng công. Đây là tâm nguyện của bà. Cho nên gặp được pháp sư, chỉ cần là người xuất gia. Bà là chân thành cung kính. Cung kính cúng dường. Cho dù trên quy củ có một số không đúng pháp, tâm của bà là chân thành. Việc này rất khó được. Tâm chân thành cúng dường. Cảm động quỷ thần. Đó đích thực là Chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần Bảo hộ Trong đó còn có quỷ thần Tôi nghe được câu chuyện của bà Trong đó có một đoạn nói Quỷ thần Nhập vào thân một người Quỷ thần này cũng không tệ những người tu hành trên núi đó họ không nhập quỷ thần nhập vào thân thể lực của người đó tiêu hao rất lớn người thể lực yếu thì không chịu nổi cho nên họ tìm một người thanh niên khỏe mạnh nhập vào thân của anh ấy người này cư sĩ tề cũng quen biết thế nhưng ngày hôm đó nhìn thấy mặt của anh sắc mặt trắng bệch rất là khó coi Vừa bước vào cửa Đuổi người ở trong nhà đi ra hết Đóng cửa lại Nói Tôi có lời muốn nói cho một mình cô Ngày hôm nay anh làm gì vậy Họ nói tôi mới vừa từ trong địa ngục ra đây Nói với bà Nhân duyên của Thiên Mục Sơn Họ nói giống dị cô lên núi Tôi không đồng ý cô đến Kết quả xem thấy tâm của cô rất thành Rất chân thành Không vì chính mình cô là vì phật pháp vì chúng sanh chúng tôi hộ pháp cho cô hộ trì cô nói với cô người xuất gia trên núi cô không nên quá cung kính đối với họ nhưng người đó đều không có đạo tâm tôi chỉ hận không thể đuổi họ đi nhưng người xuất gia đó quả nhiên từng người từng người bị họ đuổi đi hết chân thật là ngẩng đầu ba thước có thần minh cái đạo tràng của bạn chân thật là đạo tràng tu hành nếu bạn không chân thật tu hành vậy thì bạn có thể ở được không tu thiền tu mật lên trên núi đó ở nhiều nhất là hai ba tháng thì phải dọn đi ít thì ở ba bốn ngày phải xuống núi ngồi thiền ngồi ở nơi đó Quỷ thần đẩy họ rơi khỏi chỗ ngồi. Té cả thân bị trầy xước. Nửa đêm, 2 giờ 3 giờ, hoàn cảnh tĩnh mịch, quỷ thần xuất hiện. Tối mỗi đêm đều xuất hiện, nên phải cuốn bộ đoàn mau xuống núi. đều là người xuất gia. Bà nói người lên trên đó niệm Phật có không ít lão bà, lão ông ở trên núi niệm Phật. Mỗi mỗi đều bình an vô sự, đều ở được rất tốt. Cái đạo tràng này khó được. Thần hộ pháp ở nơi đó đốc thúc bạn có thật làm hay không? Thật làm thì ủng hộ bạn Chân thật tán thán ủng hộ Không thật làm Thì đuổi bạn xuống núi Cho nên tôi nói với các đồng tu chúng ta Cư sĩ tệ đến bên đây Là Phật Bồ Tát phái bà đến Để làm kiến chứng cho chúng ta Nhắc nhở chúng ta Khích lệ chúng ta hy vọng đồng tu xuất gia chúng ta tương lai đều đến trên núi đó của bà ở một thời gian xem thử có bị thần hộ pháp đuổi xuống núi hay không đến nơi đó để khảo thí khảo nghiệm thử xem cho nên thiền căn nhất định phải bồi dưỡng Phật ở trong Kinh Giáo nói với chúng ta Thiện căn của thế gian Pháp Không thể thoát khỏi luân hồi Cũng chính là nói sanh vào ba đường thiện Ba thiện căn không tham Không sân không si Nếu như chúng ta Ngay ba cái điều kiện này cũng không đầy đủ Hay nói cách khác tiền đồ tương lai là ba đường ác có lẽ đồng tu muốn hỏi tiêu chuẩn của ba thiện căn là gì phật định cho chúng ta tiêu chuẩn là thập thiện nghiệp đạo mười thiện năm giới có chân thật làm được hay chưa Chúng ta phải thường kiểm điểm Ngày ngày phản tỉnh Ngày ngày cải lỗi Quả nhiên Làm đến được Năm giới mười thiền Xin nói với các vị Bạn nhất định không đọa ba đường ác Chúng ta có lòng tin Đối với chính mình cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật